em xin một chén tương tác đi mọi người ơi. Em xin một chén tương tác đi ạ. Hello, hello Thư nha, hello mọi người, hello chị Phạm Tâm nha. Phạm Tâm này sang cái clip bên đây à. Em chào các chị nha, các chị ơi, cho em xin một chén tương tác, chia sẻ cho em đi ạ. Chia sẻ vào like, vào các trang hội nhóm, vào trang cá nhân cho em nha. Chia sẻ like cho em đi ạ. Em cảm ơn chị Tố Uyên nha. Em cảm ơn mọi người cứ ủng hộ dài cho Phúc nha. Cố gắng đi Phúc. Mọi người vào trong live rồi thì cho em xin một chấm tương tác đi ạ. Cho em xin một chấm tương tác, chia sẻ bài cho em nha. Chia sẻ mạnh cho em đi ạ. Chia sẻ mọi người vào trong live rồi thì cho em nhìn thấy mọi người đúng không ạ. Chấm cho em xin một chấm tương tác đi ạ. Chấm cho em nha. Lại là em đây. Hello Hoàng Linh nha. Lại là em đây, hôm nào cũng thấy Hoàng Linh luôn ý. Hoàng Linh mấy hôm tặng quà, mấy hôm tặng quà mà không có nhận được thêm đồ ý, buồn ghê luôn á. Quần chị mặc có size L không? Quần chị mặc có size nha, có size SML, chị đang mặc là size L, size S nha. Nói chung là cái dạng này ý, mọi người phối với gì cũng được luôn ý. Phối với đồ công sở này, phối với đồ đi chơi cũng đẹp nha. Chị Phạm Tâm lại qua bên đây rồi à, em chào chị nha. Chào tất cả các chị yêu nha. Mọi người ơi, chấm cho em xin một chấm tương tác đi ạ. Cho em chia sẻ lên trang cá nhân này, lên các hội nhóm cho em anh nha. Hoàng Linh ngày nào cũng săn được quà nhưng mà không chọn được cái gì cả. Mà bên em quy định rồi, bên em phải có đơn bên em mới đi được. Chứ còn nếu mà quà không thì không có đi được luôn ý. Nên mọi người nhớ mà được tặng quà ấy, thì nhớ chọn xe sản phẩm cho em nha. Em chưa được tặng quà bao giờ này. Tại em nhỏ lắm, em không được. Cố gắng nha, mình có những đồ có đủ size, đủ số cho mình luôn ý. Thì mình cố gắng chọn phù hợp với cân nặng của mình, stylist của mình nha. Cố gắng này xem được. Cố gắng này xem được mọi người ơi. Ai chưa được nhận quà bao giờ thì cho em biết nha. Lê Ngọc Thúy hôm trước đặt hàng, em không thấy gọi xác nhận. Cái này mình các chị nhớ này, các chị khi mà đặt hàng bên em rồi ý, thì mọi người để ý nhá, mọi người để ý cùng em cái điện thoại để bên em gọi điện xác nhận đơn, để các chị làm sao mình đi được đơn. Tại vì bên em chỉ cần để qua ngày thôi, để qua ngày là hết hàng, mà hết hàng là hủy hết đơn luôn, nên mọi người mất công mọi người lại phải đặt lại đúng không. Nên là cố gắng nha, cố gắng để ý điện thoại cho em nha. Thấy thông báo là vào luôn. Phạm Tâm phan cứng rồi mà. Phan cứng thì để thấy thông báo phải vào luôn đúng không? Chưa được quà bao giờ à? Mọi người chưa được nhận quà bao giờ à? Chưa được nhận quà bao giờ thì lên quà cho em nha. Chia sẻ, nhớ là chia sẻ cho em Mai Anh nha. Chia sẻ like giúp em nè. Chia sẻ like giúp em nha. Chia sẻ like và bình luận cho em là quà 9k nha. Quà 9k kèm khuyến mại cho em Mai Anh nha. Hoàng Linh hôm qua xem like của chị Lài quà nhớ nha mọi người, để lưu ý cho em này, bên em không dồn đơn qua ngày nha. Nếu mà được nhận quà trong ngày ý, thì nhớ là chọn thêm sản phẩm để bên em đi đơn nha. Qua ngày là hết rồi nên không có tặng nữa đâu. Nhớ nha, qua ngày là không có tặng nữa đâu. Lên quà tặng 9k kèm số điện thoại cho em anh nha. Tặng 9k kèm số điện thoại nha. Cứ định tìm ra cái cách gì đấy để mà đăng lên cho mọi người ý, để cho nó khác biệt đi một tí. Nhưng mà văn hôm nay văn nó ngắn quá. Văn nó ngắn quá, không tìm ra văn để nói với các bác được. Tặng 9k kèm số điện thoại cho em nha. Tặng 9k kèm số điện thoại cho em. Thì mắt kính nó bị tăng độ rồi ấy, mà lười đeo áp tròng nó có. Lười đeo áp tròng ấy nên là nó hơi bị mờ một tí. Lười đeo áp tròng lắm luôn ý. Tặng 9k kèm số điện thoại cho em nha. Tặng 9k kèm số điện thoại cho em Mai Anh nha. Tặng 9k kèm số điện thoại nha. Em lên mã tặng cho các bác này. Em lên mã tặng cho mọi người nha. Ôi ơi. Em giờ em tặng quần cho các bác này. Cái quần này bình thường đang bán ở ngoài giá quần Umi Hàn nha. Quần Umi Hàn em tặng cho các bác này. Ôi giá đang là 499.000 này. Có tem mác luôn này. 499.000 mà em tặng cho bác 9k luôn này. Em tặng 9k cho bác luôn nha. Nên nhớ là chia sẻ like cho em nha. Chia sẻ like cho em mạnh nha. Chia sẻ like
9K nha. Quà 9K kèm khuyến mại cho em nha. Em sẽ tặng quà cho các bác nha. Đây, quà U mì em tặng 9K này. Trời ơi, cái này là size bao nhiêu đây? Cái này là size M cho em nha. Size M cho em này. Size M đang 499.000 luôn này. Có mát hẳn hoi luôn nha. Có mát 499.000 luôn nha. Đây, em tặng cho mọi người là 9K nha. 9K kèm số điện thoại cho em. Cái này là size M. Cái này co giãn thoải mái cho em nha. Đây, cái này mọi người tầm khoảng size M này thì mọi người tầm khoảng 47 nha. 47 cân thừa đúng không? 45-47 cân size M của em nha. Tặng 9K kèm số điện thoại cho em nha. Mọi khi là toàn tặng áo không thôi. Hôm nay tặng quần này, tặng áo này. Mở đầu cho em đi. Hoàng Linh cao mét bao nhiêu, nặng bao nhiêu ký vậy? Tặng 9K kèm số điện thoại cho em nha. Tặng 9K kèm số điện thoại cho em. Mọi người nhớ là khi mà đặt tặng rồi thì nhớ chọn thêm sản phẩm đi đơn nha. Chọn thêm sản phẩm đi đơn chứ còn 9K không có đi được. Nên là quà lại quay trở về ấy. Nên là khó lắm. Em tặng tiếp này, em tặng tiếp cho mọi người nha. Có hai cái quần luôn này. Tặng 9K kèm số điện thoại cho em nha. Tặng 9K kèm số điện thoại cho em này. Ôi quần này xinh quá đi. Mọi người nhìn cái chất cho em này. Rồi, HM luôn nha. Quần HM luôn nha. Rồi, đây, quần HM cho em nha. Em tặng cho các bác là 9K luôn. 9K kèm số điện thoại cho em nha. 9K kèm số điện thoại cho em ạ. 9K kèm số điện thoại cho em nha. Ai comment nhiều ấy, ai comment nhiều em sẽ nhìn thấy thì em sẽ tặng luôn nha. Nhưng mà mọi người nhớ cho em này, nhớ là phải đi chọn thêm sản phẩm để bên em đi đơn nha. Nhớ chọn thêm sản phẩm cho bên em đi đơn cho mọi người. Hôm nay là tặng quần luôn nha, chứ không phải tặng áo phông bình thường đâu. Nên là mọi người nhớ là phải chia sẻ cho em nha. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nha. Tặng 9K kèm số điện thoại cho em ạ. Em lên quà một lúc xong rồi em chọn xong rồi em ghi luôn nha. Vâng. Ông ơi. Em lên, em tặng cho chân váy luôn nha. Chân váy này. Ông xem cái nick xin nghe luôn á. Chân váy nha, chân váy cho em nha. Em sẽ tặng cho các chị là 9K luôn này. Nhớ để ý cho em là lên cú pháp đúng cho em nha. Tặng 9K kèm số điện thoại cho em ạ. Nhớ là chia sẻ cho em nha, chia sẻ mạnh lên các trang hội nhóm này, lên trang cá nhân của mình bên tường ấy, để bên em có thể là tặng quà cho các chị nha. Quà thì tặng lại đổi lại là những lượt chia sẻ của các chị mà. Nên mọi người nhớ là chia sẻ cho em nha. Chia sẻ qua phần nhiệt tình cho em nha. Tặng 9K. Nhớ là tặng 9K kèm số điện thoại cho em đi nào. Tặng 9K kèm số điện thoại cho em nha. Tiếp này em tặng luôn cho các chị này. Em tặng luôn cho các chị nha. Hôm nay anh mới thấy mình. Em chào Thúy An nha. Đây. Ui, em tặng cho các chị váy luôn này. Có một cái váy này mà 9K các chị ơi. Em tặng cho các chị luôn này. Váy cho em nha. Hôm nay toàn tặng quà xinh thôi. Trời ơi, váy ren luôn mọi người này, pha ren, lụa pha ren luôn này mọi người ơi. Em tặng cho các bác hôm nay toàn quà xinh thôi, toàn là quần này, quần u gì này, váy này. Đó, trời ơi, mặc cái này thì thích lắm luôn đi, mặc mát lắm luôn đi, chất này. Trời ơi, xinh quá luôn đi. Em đã tặng quà tiếp theo cho các chị nha, quần này. Có quần tặng lốt luôn nha. Cái này là váy vừa. Ủa, cái này em tặng luôn cho bác này 9.000 luôn này. 9K cho em nha. Váy này. Rồi, lên cứu phát đúng cho em nha. Tặng 9K kèm số điện thoại cho em ạ. Hôm nay bằng tặng quần này, váy này. Toàn đồ xinh thôi. Nên mọi người nhớ này, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nha. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Mong mà em thấy mình. Em nhìn thấy nha. Nhớ này, chia sẻ nhiều cho em này.
chia sẻ nhiều lên cho em và comment đúng cú pháp cho em là tặng 9k kèm số điện thoại cho em nhá. Cái này em không phân biệt là ai comment đầu tiên hay là ai comment cuối cùng, mà ai comment nhiều em nhìn thấy tên ý, tại vì nó chạy nhiều quá ý, em nhìn thấy tên ai thì em sẽ tặng cho người ý mà. Hoàng Anh bên đây đúng có một người này, em sẽ tặng cho chị Hoàng Anh bên đây đầu tiên nha. Em chào chị Quách Lê Lê nha, chào mọi người nha. Comment nhiều cho em nào, comment nhiều lên cho em nào. Chị Quách Lê Lê hôm qua em có tặng quà cho chị, nhưng mà chị không nhặt được đồ đúng không? Chị không nhặt được đồ nên là nó lại quay về với lại bên trong shop rồi. Mọi người ai chưa nhận quà bao giờ thì cho em nhìn thấy nha. Nhớ là comment đúng cú pháp cho em là tặng 9k kèm số điện thoại cho em nha. Tặng 9k kèm số điện thoại cho em, đồng thời nhớ là chia sẻ nhiệt tình cho em, chia sẻ lên các trang cho em nha. Có chia sẻ, có comment nhiều thì em mới tặng quà cho các chị yêu được đúng không? Lên mạnh cho em đi nào các chị ơi. Tặng 9k kèm số điện thoại nha. Tặng 9k kèm số điện thoại cho em nào. Lên mạnh cho em nha. Em bắt đầu tặng quà cho các chị này. Em nhìn thấy chị nào đã comment nhiều đầu tiên em sẽ tặng nha. Em sẽ tặng quà cho chị nào đầu tiên đây. Tặng váy trước nha. Tặng váy trước nha. Em sẽ tặng cho chị em sẽ tặng cho chị Hoàng Anh bên đây nha. Em sẽ tặng cho chị Hoàng Anh này. Em sẽ tặng cho chị Hoàng Anh đầu tiên này. Em chưa chia sẻ và comment rất nhiều. Dạ vâng, em sẽ tặng cho chị Hoàng Anh nha. Em sẽ tặng cho Hoàng Anh đầu tiên này. Em đã tặng cho Hoàng Anh đầu tiên này. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên cho em nha. Ai thử nhận quà bao giờ thì cho em nhìn thấy nha. Nhớ là nhớ chia sẻ cho em nha. Nhớ chia sẻ cho em này. Em tặng cho chị Hoàng Anh đầu tiên nha. Chị Hoàng Anh mình để ý cho em này, mình nhớ nhá. Sau khi mình được tặng quà rồi thì mình nhớ chọn thêm sản phẩm để bên em đi đơn cho chị nhá. Đến giường thì ở đâu? Nhớ là chọn thêm sản phẩm để bên em đi đơn, chứ còn nếu mà mình quà không thì bên em không có đi đơn đâu. Nên là nhớ nhớ chọn thêm sản phẩm để bên em đi đơn nha. Bây giờ bắt đầu xem không một tiếng sau bên đây mà. Nhớ là chọn thêm sản phẩm cho em nha. Các bác ơi, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nha. Comment nào, comment cuộc khác cho em là tặng quà 9k kèm số điện thoại cho em nha. Tặng quà 9k kèm số điện thoại cho em này. Hoàng Anh em tặng đầu tiên này. Nhớ là chọn thêm sản phẩm để bên em đi đơn nha. Mọi người lên nhiệt tình cho em đi nào mọi người ơi. Tặng 9k kèm số điện thoại cho em nha. Ok em, chị đang hóng để chọn thêm đây. Dạ vâng, bên em đồ bên em nói chung là chất nó rất là đẹp nên là khỏi chê luôn. Chỉ cần các bác mua một lần thì sẽ có rất là nhiều lần sau nha. Nên là cố gắng này, cố gắng được quà rồi thì chọn đồ quà thêm cho em nha. Em có nhiều lắm rồi. Dạ vâng, mọi người lên mạnh cho em nào. Em nhìn thấy chị nào đầu tiên em sẽ tặng luôn nha. Comment nhiều lên cho em nha. Mọi người lên mạnh cho em đi ạ. Nhớ là chia sẻ nhiều cho em nha. Chia sẻ nhiều lên cho em nào. Chia sẻ nhiều lên cho em để em mới tặng quà cho các chị được nha. Em lên quà tiếp theo này. Em lên quà tiếp theo này. Em sẽ tặng cho chị, cho bác nào đây. Tiếp theo này. Chị Hoàng Anh ơi, mọi người ơi, chia sẻ nhiều cho em nha. Các chị ơi, chia sẻ nhiều cho em đi ạ. Em bên em sẽ tặng tiếp cho chị nào đây ạ? Em sẽ tặng cho chị Thúy An này. Em sẽ tặng cho chị Thúy An là đuôi số là 4999 nè. Tiếp theo này. Cái chân váy này. Chân váy này. Chân váy này. Chân váy em chưa được nhận quà bao giờ của em bao giờ. Ngọc Bích Giang, mọi người ơi, chị Ngọc Bích Giang lên cho em nha. Tặng 9k kèm số điện thoại cho em nha. Tặng 9k kèm số điện thoại cho em ạ. À. Em sẽ tặng tiếp theo cho chị nào đây ạ? À? Em sẽ tặng cho chị
nào đây, mọi người ơi comment nhiều cho em nha. Ok, cảm ơn em. Dạ vâng. Mọi người nhớ nha, sau khi các chị nhận được rồi thì mọi người nhớ là phải chọn thêm sản phẩm để em đi đơn cho các chị nha. Chị Quách Lê Lê này, chị Quách Lê Lê nhớ là lần trước có quà rồi nhưng mình không chọn được đúng không? Chị Quách Lê Lê này, em sẽ tặng chị Quách Lê Lê nha. Quách Lê Lê này, tươi số là 6465 này. Em sẽ tặng tiếp theo này, tiếp theo tặng quần này. Tặng quần cho chị nào đây ạ? Cái này nhớ nhá, mọi người phải chia sẻ nhiều cho em nha. Chia sẻ nhiều lên cho em thì em mới tặng đồ cho các chị được nha. Quần này em sẽ tặng bao giờ? Anh săn tối qua tối chứa. Mọi người này, em tặng quà tiếp theo cho các bác luôn này. Comment nhiều cho em nào, comment nhiều cho em lên nào. Em sẽ tặng tiếp cho chị nào đây ạ? Ai còn đầu like đến giờ, ai còn đầu like đến giờ thì comment cho em nha. Hoàng Linh. Rồi ok, tặng cho Hoàng Linh này, 4249 nha. Hoàng Linh này. Nhớ Hoàng Linh, nhớ hôm nay là săn thêm đồ nha, săn thêm đồ để đi đơn nha. Hôm nay tặng cho cái quần luôn này. Trời ơi, cái quần tinh đã luôn, nói chung là chắc VTC luôn. Nên là nhớ là phải săn thêm đồ nha. Săn thêm đồ để mà đi nha. Còn cái quần tiếp theo tặng nốt luôn này. Tặng nốt cho chị nào đây ạ? À? Em tặng nốt này. Mọi người nhớ nha, có rất nhiều chị mà vào chỉ nhận quà không chọn được đồ ấy. Là cái hàng nó lại quay về thôi. Quà nó lại quay về bên trong bên trong kho thôi. Cảm ơn. Ok Hoàng Linh nha, nhớ là chọn lên đồ nha. Còn một cái quần duy nhất này em sẽ tặng cho chị nào đây, mọi người nhớ chia sẻ luôn cho em này, chia sẻ lên cho em này. Chị Mimi Men không bị ẩn nha chị nha, không bị ẩn, không bị ẩn thế nào luôn. Tặng rồi lên đồ đi em ơi. Tặng rồi lên đồ đi em ơi. Còn một cái này, còn một cái cuối cùng này tặng nốt cho chị luôn này, cho chị Mai Hoàng nhá. Mai Hoàng là 9801 này. Mai Hoàng 9801 nha. Ok em hết rồi nha. Em sẽ bắt đầu lên đồ cho mọi người nè. Em sẽ bắt đầu lên đồ cho mọi người nha. Em bắt đầu lên đồ cho mọi người nè. Mã đầu tiên này, mã đầu tiên là áo em mặc nha các chị nha. Mẫu đầu tiên là áo em mặc này. Em sẽ bắt đầu lên đồ cho mọi người mã đầu tiên này. Áo này, cái này là áo thiết kế cho em nha. Áo thiết kế cho em này. Thấy mình không? Thấy Ngọc Hà nha. Áo thiết kế này. Cái này có đủ size cho em nha. Size S, size M cho em nha. Có size S, size M, đủ các màu luôn. Nói chung cái áo này mọi người phối, kể cả mọi người sơ vin lên cho em cũng rất là xinh. Phối với chân váy này, phối với quần này. Nói chung là phối với quần gì cũng được, mà chân váy gì cũng được luôn hết, trừ quần đùi ra nha. Đấy, mọi người mặc đi làm này, mọi người đi chơi này, đi tiệc cho em đều được luôn. Cái chất này, nhìn chất liệu cho em nha. Đó, cái hàng này là hàng thiết kế cho em này, nên là mọi người đảm bảo cho em nha. Em còn một ít thôi nên là em lên áo chị mặc đẹp quá mà 56kg không vừa. 56kg thì không vừa nha. Cái này thì tầm khoảng 55kg được mặc vừa, mặc size M nha. Đó, cái này áo này thì em sale cho mọi người này, 79.000 một áo cho em này. 79.000 một áo nha, 79.000 một áo. Mọi người cái này thiết kế là mọi người quy ở cái phần này cho em nha, quy cho em này. Có đủ các màu luôn. 79.000 lên mã cho em này. Lên mã cho em này. Không qua bản là cái gì? Mã cho em, lên mã cho em là A1 nha. A1 79.000 một áo, có đủ các màu trắng này. Màu hồng này. A1 có màu trắng này, A1 có màu hồng này, màu xanh này, màu xanh này, màu đỏ cho em này. Cái này là dạng áo thiết kế nha, quần chị mặc bao nhiêu? Quần em mặc là 99.000 nha, quần em mặc là 99.000, có size S, size M, size L nha, có size S, size M, size L. Cái quần này quần dạng suông ống bó cho em nha, ống hẹp nha. Lên mã cho em này, A1 kèm màu kèm số điện thoại cho em. 79.000 một áo nha. Cái này là dạng thiết kế, hàng thiết kế cho em nha. Cái hàng thiết kế cho em này, mọi người nhìn cho em này.
nhìn nhìn kiểu cho em này. Thiết kế này là từng được khuy cho em nha. Mọi người khuy chỉnh khuy cho em ở cái phần này nha. Đó. Lên cho em này. A1 kèm màu kèm số điện thoại cho em 79.000 một áo nha. 79.000 một áo cho em này. Cái này mọi người mặc đi làm hay đi tiệc hay là đi chơi cũng được nha. Phối với cái gì cũng được luôn. A1 kèm màu kèm số điện thoại cho em. A1 kèm màu kèm số điện thoại cho em ạ. Đây, đủ màu cho em nha. Có đủ các màu cho em. Màu đỏ này, màu xanh này, màu trắng này, màu hồng này. Đủ các màu lên cho em nha. CB bên em còn ít thôi nên C cho các chị luôn là 79.000 một áo nha. 79.000 một áo cho em. Đủ các màu luôn. Lên áo của nó tốt em. Men của nó tốt bên em hết rồi nha. Lên đúng mã cho em nha, mã A1 cho em nha. Em thích kiểu áo điệu điệu như vậy. Điệu như vậy thì cố nha, cố giảm cân một chút nữa thì mặc nha. Chứ còn 5-6 cân là nó hơi bị thừa một chút, em mặc không có vừa đâu. Em lên mã tiếp theo này. Em lên mã tiếp theo cho các chị nha. Em lên mã này xong rồi em lên mã set đằng sau cho mọi người nha. Em cầm có 3 mẫu này. 3 loại. Bánh mì gì ơi. Lên mã tiếp theo cho em này. Áo cho em này. Áo cho em này. Lên mã tiếp theo cho em nha. Áo này. Lên áo này cho em này. Ủa ôi xinh quá. Mọi người nhìn cho em này. Chất liệu này nó mặc cực kỳ mát luôn này. Mọi người mặc đi làm, đi chơi hay đi đâu cho em cũng được nha. Đây. A1 size L dùng đơn cho chị. Đây nha. Bên em có size M cho chị nha. A1 có 2 size, size F và size M cho em. Có size F và size M. Đây nha. Chất liệu áo cho em này. Đây là 55 cân đổ lại mặc vừa cho em nha. Chất liệu này mọi người mặc mát dã man luôn đấy, mặc rất là mát luôn. Nhìn cho em này, thiết kế này, thiết kế phần này là phần ren cho em nha. Thiết kế ren cho em này. Lên cho em mã này. A2 cho em. A2 cho em 69.000 một áo. Chị Vũ Ngân lên cho em là mã A1 nha. A1 79.000. A1 cho em. Chị lên đúng mã cho em thì bên em mới lên được nha. A1 kèm màu kèm số điện thoại. A1 là mã em mặc đúng rồi ạ. A1 là mã em mặc nha chị nha. Các chị chỉnh cho em là cái phần suy này nha. Đây là cái phần suy này. Phần suy cho em nha. Cái phần của em nó hơi to lên một chút nên là em phải tháo suy ra. Khi các chị mặc vào thì mặc size M cho em. Size S, size M cho em. Có 2 size SM. Có màu trắng, màu xanh, màu hồng cho em nha. Đấy, màu đỏ nữa. Lên mã cho em mặc là áo A1 nha. A1 kèm màu kèm số điện thoại cho em. Mã này là mã A2 cho em này. A2 cho em nha, có màu đỏ này. Màu đỏ này. Màu kem này. Màu bi này, màu be này. Màu trắng cho em nha. Còn đúng 3 màu thôi. Còn đúng 3 màu cho em thôi, lên mã cho em này. Vậy lên cho chị mã A1 size M dùng đơn nhé. A1 cho em nha. Các chị cứ lên đúng cho em là A1. A1 kèm màu kèm số điện thoại cho em. Chị Hoàng Anh mình cứ đúng mã cho em A1 nha. A1 kèm màu kèm số điện thoại cho em. Mã này là mã A2 này. A2 nha. A1 là mẫu áo em đang mặc nha. Em đang mặc là A1 này. A1 có màu xanh này, màu đỏ này, màu trắng này, màu hồng này. Còn mã này là mã A2 cho em nha. A1 là 79.000. A2 cho em này. Ơ cái này các chị ơi mặc vào xinh lắm luôn ấy, nhìn em này. A2 cho em nha.
các chị mặc đi chơi hay đi làm cũng được cho em này. Nói chung cái này nó thiết kế rất là xinh luôn, mà mọi người mặc đi đâu cũng được, nó tiện. Thứ nhất là nó không quá là hở này, mà nó cũng không quá là trẻ đúng không? Nó dạng ở chung luôn này. Thiết kế phần này là ren cho em nha. Cái này phần ren này. Và cái phần kiểu cái cổ của nó là kiểu cổ hình vuông cho em ấy. Đây. Lên mã cho em là A2 nha, 69.000. A2 69.000 cho em một áo. 69.000 một áo cho em, mình cái chất cho em này. Sờ nó sướng lắm luôn ý. Sờ nó rất là sướng luôn. Đây. A2 cho em nha. A2 cho em nè. A2 kèm màu kèm xuyến thoại cho em nha. A2 màu đỏ này, A2 màu be này, A2 màu trắng cho em này. 69.000 một áo cho em nha. 69.000 một áo cho em này. Các chị có lên đúng mã cho em nha, lên đúng mã cho em. A1 là áo em mặc, A2 này. A2 69.000, chị nào mà bắp tay to hay là cái phần tay to thì không lo nha. Phần tay nó co giãn cho em này. Cái phần ống tay nó cũng điệu xinh lắm luôn ý. A2 60kg vừa không? 60kg không vừa nha chị nha. Mình cái này tầm khoảng 55kg đồ là vừa cho em thôi. A2 cho em này, cái chất này sờ nó mát lắm luôn ý. Sướng, mặc nói chung là mặc nó thoải mái lắm. Mọi người nhìn ghép vào cho em này. Đó. Lên mã cho em nha. Lên mã cho em này. A2 cho em. A2 màu đỏ, A2 màu be, A2 màu trắng cho em. Lên đúng mã cho em nha. Áo em mặc là A1 nha. Mọi người cứ lên đúng mã cho em. A1 màu xanh, màu đỏ, màu hồng, màu trắng cho em nha. Còn cái này là A2 cho em này, 69.000 một áo nha. 69.000 một áo. Nói chung mặc rất là xinh thôi. Các chị mặc đi đâu cũng được, đi làm cũng được, đi chơi cũng được. Em qua mã tiếp theo nha. Cứ lên đúng mã cho em là A2 cho em, 69.000 một áo. A1 em mặc là 79.000 nha. Ok, em qua mẫu luôn này. Em qua mẫu tiếp theo nha. A2 60kg, A2 không vừa nha chị nha. 60kg A2 không vừa đâu ạ. Ok, em lên mã váy đó chị nha. Em lên mã váy này. Ôi, váy xinh lắm luôn ý. Em lên mã váy cho các chị nè. Váy cho em nha. Cái này tầm khoảng 5, gần 60 cân bon chen cho em nha. Váy cho em này. Váy cho em này. Lên mã váy cho em này. A3 A3 79.000 một váy cho em nha. Trời ơi, nhìn chất cho em này. Nhìn cho em nha. Váy cho em này. Trời ơi, mặc nó thích mà nó mát lắm luôn ý. Em lên và mã váy cho em này. A3 cho em nha. A3 79.000 một váy cho em này. A3 79.000 một váy cho em nha. Cái này mình tầm khoảng 60 cân đổ lại vòng vừa cho em nha. Bon chen thoải mái, bầu ví mặc được thoải mái cho em nha. A3 cho em này. Thiết kế cái phần ngực cho em này. Đó. Nó cái này để nó tạo, nó nâng tôn cái phần ngực của mình lên đấy ạ. Nên mọi người lên mã cho em nha. Cái chất này nó mặc nó mát lắm luôn ý này. Chất mặc rất là mát. A3 cho em nha. A3 cho em này. A3 79.000 một váy nha. Lên cho em này. Đó, A3 cho em nha. A3 79.000 một váy cho em. Mọi người nhớ lên đúng mã cho em nha. A3 cho em. Ôi. Để đi mua hai bình nước đi. Bình nước pha nước. Em lên mã tiếp theo này. Áo đang mặc bao nhiêu? Áo em đang mặc là 79.000 nha. Áo em đang mặc là 79.000. Áo thiết kế cho em có size S, size M cho em. Có hai size S và size M, có đủ các màu nha. Có like áo ok không chị? Đã không nha. Mọi người chọn áo của áo em đang mặc ý, là áo A1 nha. A1 cho em, A1 kèm màu kèm xuyến thoại cho em.
có màu xanh này, có màu trắng này, có màu đỏ này, có màu hồng cho em nha. A1 79.000 một áo, bên em còn rất là nhiều nên mọi người cứ tha hồ chọn cho em nha. A1 kèm màu kèm số điện thoại cho em. Mọi người phối cái gì cũng được luôn, đằng sau này nó thiết kế đằng sau cho em này. Rồi cái này là khóa nha cho em nha, khóa đằng sau này, khóa đằng sau đây nha. Mọi nên mọi người cứ chọn đúng mã cho em là được. Em lên mã váy tiếp theo này, lên cho em mã váy A4 này, A4 cho em nha, A4 cho em này. Trời ơi, cái này bầu bí con trên thoải mái mặc, các chị mà tầm khoảng 60 cân mặc vừa cho em nha, 60 cân đổ lại mặc vừa cho em, vô tư thoải mái luôn. Nói chung là cái này thì mặc nó tôn dáng mà nó xinh, thiết kế này họa tiết hoa cho em nha, cổ là pha gen cho em nha, đó. Chung là rất là xinh, chất này. Lên mã cho em này, A4 A4 cho em nha, A4 cho em này, A4 79.000 một váy cho em, A4 79.000 một váy cho em nha, 79.000 một váy cho em này. Đó, thiết kế phần đuôi cho em này, nó là dáng rộng baby doll cho em nha. Đấy, cái này là dáng kiểu baby doll cho em nha. A4 cho em này, 79.000 một váy, A4 79.000 một váy nha. Mọi người cứ lên đúng cú pháp cho em. A4 kèm số điện thoại cho em. Thiết kế tay là nó pha gen cho em nha, tay pha gen này, 79.000 một váy nha. Em lên mã tiếp theo này, em lên mã tiếp theo cho các chị nha. Ôi áo mọi người ơi, xinh quá. Lên áo cho em này, lên áo mã cho em này, A5 kèm màu kèm số điện thoại cho em nha. A5 cho em này, áo này, thiết kế tay này, tay là bo chun cho em nha, nên các chị bắt tay to không vấn đề gì cả. Thiết kế cổ cho em này, đường bao khuy này, cái này là khuy giả cho em nha, khuy giả cho em này. Đấy, mình cái này tầm khoảng 50kg đổ lại mặc vừa cho em nha. Lên màu cho em này, màu hồng này, màu vàng này, màu trắng này, màu xanh cho em nha, màu xanh cho em này, mặc rất là xinh luôn. Lên mã cho em này, A5 này, A5 69.000 một áo, A5 69.000 một áo cho em nha, A5 69.000 một áo này, 69.000 một áo cho em nha. A5 này, A5 màu hồng này, A5 màu vàng này, A5 màu trắng này, A5 màu xanh cho em nha. Có đủ các màu luôn. Lên đúng mã cho em A5 này, A5 69.000 một áo. Nhìn cái chất cho em này. Dưới đây là phần bo chun cho em nha. Đấy, cái này bo chun cho em thoải mái nha. Đấy, khóa này, thiết kế là khóa phần eo cho em nha, khóa ở phần eo cho em này. A5 cho em nha, A5 cho em, A5 tầm khoảng 50kg đủ lại mặc vừa cho em nha. Cái phần này đây, nó kiểu dạng bo lại cho em nha. Đó, A5 cho em nha. Đúng rồi. Đây, mọi người nhìn bo cho em này. Cái này cũng không hẳn là dáng cổ lốp tốt đâu ạ. Cổ lốp tốt là nó sẽ đi lên tầm qua rốn của mình. 55kg vừa không? A5 thì 55kg không vừa rồi. Này, cái này tầm 50 rồi này. 53kg. Cái này tầm khoảng 53kg đổ lại mặc vừa cho em nha. 55 thì sẽ bị chật, 55 thì nó chật quá. Lên đúng mã cho em A5 nha. A5 69.000 một áo cho em, 69.000 một áo cho em nha. Đang nhìn cái thiết kế cho em này. Trời ơi, cái chất này nó xinh lắm luôn ý. A5 cho em nha, A5 màu hồng nè, A5 màu vàng nè, A5 màu trắng cho em nè. Có bị trẻ không? Không,
không em. Cái này không trẻ nha. Áo trắng đang mặc có nha chị nha. Áo em mặc có màu, có đủ màu luôn. Áo em mặc có màu xanh này, có màu hồng này, có màu đỏ này, có màu trắng này. A5 cho em này. Chị coi cái màu xanh em. Dạ vâng, em sẽ cho mọi người xem lại cái mẫu em mặc nha. Đây cái này 53kg đồ đại học vừa cho em nha. Màu vàng này, màu trắng này, màu xanh này, màu hồng cho em này. Cái này tầm khoảng 53kg đồ đại học vừa cho em nha. Cái này không trẻ đâu ạ, mặc nói chung là nhìn mình nói chung cái thiết kế này mình mặc vẫn vô tư cho em mà. Chị các chị mặc có thể là sơ vin lại cho em nha. Sơ vin lại cho em này. Bây giờ mình càng ngày mình càng phải muốn trẻ hơn chứ đúng không? Tại sao mà mình muốn mình già hơn, đúng không? Phụ nữ mình phải muốn trẻ chứ. Đấy, cứ lên đường mã xem A5 nha. A5 69.000 một áo cho em. Em cho mọi người xem lại mẫu em mặc nha. Đây là mã áo em mặc nha. À, 45kg mặc rộng không chị? 45kg mình mặc size M nha. Mình mặc size M nha. Cái phần này là thiết kế khuy cho em này. Đấy, mọi người không thích thì mọi người bỏ khuy ra cho em nha. Tại vì cái này nó hơi cái móc nó hơi bị, nó hơi bé ấy ạ. Nên là nó hơi không chuẩn. Lên xe mã này. Ý chị là có bị trẻ không em? Không trẻ, nói chung là cái áo đấy thì mình mặc thì em nói thật là nó trẻ chung, mình mặc nó sẽ đẹp hơn ấy. Mình mặc cái màu nó cũng không quá là nổi đâu. Các chị là mặc sơ vin nào cho em, thả ra thì nó trẻ hơn, thả ra thì nó trẻ hơn nha. Cái này nó đây nha, màu của em mặc đây nha các bác nha, màu xanh cho em này, màu xanh cho em này. Màu xanh này, ôi mặc nó sang lắm luôn ý. Màu xanh này 79.000 một áo nha. Cái này là áo thiết kế cho em này. Đằng sau này, em bực mình vì cái móc quá. Đằng sau là nó thiết kế dập ly cho em nha. Dập ly này, kể cả đằng trước cũng thế nha. Dập ly cho em này, dập ly cho em nha. Cái phần này các chị nếu mà chật ý thì thả khuy ra cho em nha. Đấy, điều chỉnh khuy trên đây cho em. Lên mã cho em là A1 nha. A1 79.000. A1 79.000 một áo thiết kế tay, ống tay này. Trời ơi, ống tay nó xinh lắm luôn ý, nó sang. Nó sang dã man luôn. Đây. Từng phần thiết kế ống tay luôn này. Nó rất là sang chảnh luôn các chị ơi. Hàng thiết kế nha. Bên em đang sale cho các chị là 79.000 một áo đấy. Hàng thiết kế nha. Lên quần hay áo phông rộng đi. Đây nha, hàng này là hàng thiết kế cho em nha. A1 79.000 cho em, có hai size S và size M cho em, size S và size M nha. Có đúng hai size thôi, hàng thiết kế nha. Hàng thiết kế các chị đi ra ngoài, em khẳng định với các chị luôn, không thể nào mà các chị tìm được một cái con áo thiết kế mà 79.000. Chắc chắn luôn. A1 màu xanh cho em nha. A1 này, 79.000 một áo. Nói chung cái chất này em nói thật luôn, bên em ấy chất nào xấu thì em sẽ nói xấu thôi. Còn cái chất này nó đẹp dã man luôn, các chị nhìn cho em này. Trời ơi, nó dày như thế này này. Đó, có size S, size M cho em nha. Có size S, size M. Có loại chị này. Quần em mặc có đúng toàn đúng màu kem thôi chị ơi. Màu đen là quần em đẹp, em mặc có cái dạng màu đen đấy, có dạng màu đen. 99.000 một quần cho em nha. Dạng này dạng ống suông cho em này. A1 cho em này. Rồi mọi người điều chỉnh khuy đây cho em nha. Điều chỉnh khuy đây này. 79.000 một con áo thiết kế mọi người ơi. Trời ơi 79.000. Dập ly hẳn hoi luôn này. Cái đường cúc này. Nói chung là nó từng cái chi tiết nhỏ thôi là người ta đã qua mẫu đi. Ok nha. Đấy. Mọi người lên đúng mã. Em đang mặc là A1 nha. Cứ lên đúng mã A1 cho em. A1 kèm màu kèm số điện thoại cho em nha. Cho em xem quần đi. Em lên mã tiếp theo các chị này. Tiếp lại
Chị Tuyết Mạnh ơi, em lên nãy giờ em qua rất là nhiều mẫu rồi. Đây là các chị yêu cầu xem lại thì em đưa cho các chị xem lại thôi. Nãy giờ em qua mấy mẫu cho các chị rồi đấy ạ. Em qua mẫu tiếp theo nha. Mọi người cứ lên đúng mã cho em A1 kèm màu kèm số điện thoại nha. Cứ lên đúng mã cho em nha. Mã này là mã A5 nha. A5 cho em nha. A5 69.000 một áo này. A5 69.000 một áo nha. Có đủ các màu luôn. Lên đúng mã cho em nha. Em lên mã áo tiếp theo nha các chị ạ. Wow, xinh quá. Mọi người ơi nhìn cho em này. Hàng này. Lên mã cho em này. Quần em là 99.000 nha chị nha. Quần 99.000. Có size S, size M, size L cho em. Quần nói chung quần của em thì còn ít lắm, không còn nhiều đâu ạ. Cái này là quần dạng ống suông, em đang mặc size S nha. Mã áo cho em này. Nhìn cái chất cho em này. Rồi cái chất này. Tay này, thiết kế tay phồng cho em nha. Áo này thì hàng đẹp. Hàng đẹp cho em nha. Đó. Có hai màu này. Màu đen này. Màu trắng cho em này. Màu đen và màu trắng cho em nha. Màu đen màu trắng cho em này. Cái áo này nói chung là cái hàng chất cực kỳ đẹp luôn. Mọi người nhìn chất cho em này. Đó. Thiết kế này. Lên mã cho em này. Chị Hoàng Linh ơi, vẫn thật ra là em cũng không biết là cái chất gì đâu, nhưng nói chung là bên em hàng lấy cho các chị là hàng đẹp. Cái này hai lớp cho em này. Áo này cái phần ống tay hai lớp cho em nha. Tất cả này đồ hai lớp nói chung là rất là đẹp. Cái phần ống tay này nó dạng bồng bềnh cho mình đấy ạ. Đó. Nó tạo cảm giác mình mặc lên là nhìn nó sang. Nó sang đúng không chị ạ? Người ta gọi là chị đẹp ấy, sang ấy. Lên mã cho em này. Lên mã cho em là A6 nha. A6 cho em này. 159.000 một áo. 159.000 một áo cho em. Có màu đen này. Có màu trắng này. Đó, nói chung là hàng rất đẹp. Lên mã cho em. Mọi người lên cho em thì mã quần nha. Mã quần cho em. Vì là quần bên em còn ít lắm, không còn nhiều đâu. Nếu mà còn mã, cứ lên đúng mã quần cho em. Nếu mà còn size số thì bên em sẽ lấy cho các chị nha. 99.000 một quần. Còn màu kem nữa các chị ạ. 99.000 một quần nha. Lên mã áo cho em này. 159.000 một áo nha. Mã A6 cho em. A6 cho em này. A6 này. A6 cho em nha. A6 cho em 159.000 một áo. Nói chung hàng này hàng loại 1, chất đẹp. Nhìn cho em này. Rồi. A6 cho em nha. Lên mã A6 cho em 159.000 một áo. 159.000 một áo nha các chị nha. Em qua mã tiếp theo này. Em qua mã tiếp theo nha. Em còn đúng hai cái váy này. Em còn đúng hai cái váy này em sale luôn đó các chị này. Em còn đúng hai cái váy này thôi em sale luôn đó chị, giá đẹp luôn này. Áo như này về đợt trước hết rồi, tốt. Dạ vâng. Em lên mã tiếp theo nha. Em còn đúng hai cái váy này thôi. Ai nhanh thì được nha. Em sale luôn nha. Tại vì hết rồi. Quần size S Thảo Mai. Ok chị Thảo Mai, em để chị cái quần size S luôn nha. Còn cái quần size S ấy. Áo bao nhiêu cân vừa? Áo tầm khoảng 50 cân của lại mặc vừa cho em. 53 cân nha. 53 cân của lại mặc vừa cho em. Em còn đúng hai cái váy này thôi này. Các chị lấy nhanh luôn cho em này. Còn đúng hai váy thôi nha. Hai váy xinh lắm luôn ấy, còn đúng hai váy thôi. Mấy hôm nay bên em bán cái váy này nhiều lắm luôn ấy. Cứ lên đúng mã cho em là A1 nha. A1 là áo em mặc nha. Hàng thiết kế có size S, size M. Đây nha, váy này còn đúng hai chiếc thôi. Còn đúng hai chiếc thôi nha. Em bà sale luôn nhá, chị là 119.000 một váy luôn này. Thiết kế này. Nhìn em này, đằng sau có khóa nha. Đằng sau có khóa cho em nha. Lên đúng mã cho em này. Lên mã cho em là A7 này, còn đúng hai chiếc thôi. 55 kg được là mặc vừa cho em nha, còn đúng hai chiếc thôi. Các chị lên nhanh cho em nha. Lên nhanh cho em này. 119.000 một váy. Lên mã cho em là A6 nha. A6 này. A6
119.000 còn đúng 2 chiếc thôi. Nên các chị nhanh nha. Tại vì mấy hôm nay bên em bán hết rồi. Nên còn đúng 2 chiếc sale cho các chị thôi. Hôm trước em đang còn bán là 139.000 một váy đấy. Hôm nay em sale còn 119.000 nha. 119.000 một váy. Các chị mặc đi chơi này, mùa thu các chị mặc cũng xinh. Thiết kế cái phần huy này rất là xinh luôn. Nói chung là mọi người mặc đi đâu cũng được. Đi làm cũng được, đi chơi cũng được, đi chụp hình cũng được, đi tiệc cũng được. Nói chung đi đâu cũng được luôn ý. Lên đúng mã cho em là A6 nha. A6 119.000 một váy, còn đúng 2 chiếc thôi. Nếu các chị nhanh thì còn nha. Em lên mã tiếp theo này. Bây giờ bài này đúng không? Em lên mã tiếp theo đó các chị nha. Em còn một còn đúng một này, hai ba cái áo đấy thôi. Em sẽ nốt luôn cho các chị nha. Còn đúng ba cái thôi. Còn đúng ba cái sale nốt luôn này. Áo bao nhiêu ký một nửa em? Áo bao nhiêu đấy ạ? A6 hả? A6 thì bình thường khoảng 53 ký rồi là vừa cho em nha. 53 ký rồi là mặc vừa cho em. Nói chung cái giá của nó là nó mình khuy ở đây cho em này. Khuy ở đây nên mình điều chỉnh cho em, co giãn thoải mái cho em nha. Đây co giãn thoải mái cho em. Cái này tầm khoảng 55 cho em nha. 55 ký rồi là mặc vừa cho em nha. A6 cho em nha. Vì nó là cái chất co giãn mà. Co giãn cho em mình điều chỉnh thoải mái. Và cái này là khuy cho em nha. Khuy cho em này. Khuy nên các chị có thể điều chỉnh khuy vào khuy ra cho em nha. Nên là mình không lo về cái cân nặng của mình. Cứ 55 ký đều là mặc vừa cho em nha. 55 ký đều là mặc vừa. Cứ lên đúng mã cho em nha. Em còn 3 chiếc sale hot cho các chị nè. Còn 3 chiếc cho em nha. Còn đúng 3 chiếc này các chị ơi. Em sale hot cho các chị nè. Có size S, M cho em nha. Còn đúng 3 chiếc thôi nè. Còn đúng 3 chiếc thôi nha. Lên mã A7 cho em này. Lên mã A8 cho em nha. A8 cho em này. 69.000 một áo. 69.000 một áo, còn đúng 3 áo thôi. 69.000 nha. Em sẽ nốt cho các chị luôn. 69.000 còn đúng 3 áo thôi. Nghe các chị lên nhanh cho em nha. Thiết kế phần cổ cho em này. Nói chung là nó xinh lắm. Lên đúng mã cho em A8 nha. Lên áo kiểu của em. Lên đúng mã cho em nha. Lên đúng mã cho em nè. A8 nha. A8 cho em nha. 69.000 một áo cho em nha. Lên đúng mã cho em nè. A8 cho em nha. 69.000 em sơ nốt cho các chị luôn. 68.000. Sợ đúng chị bán cái áo luôn. Lên đúng mã cho em A8 nha. A8 cho em này. 69.000 một áo. 69.000 một áo nha. Em sẽ lốt còn đúng 3 cái thôi. Áo đen bao nhiêu em? Áo đen là 159.000 nha. 159.000 cho em. Hàng loại 1 chất nói chung. Nói chung là cái dạng đấy bên em về là hàng loại 1. Chất thì các chị khó chê luôn. Để bán với các chị cho các chị cái giá đấy là cái hàng chất nó phải đẹp như thế nào rồi. Thật sự luôn. Chất nó thuộc từ là các chị tầm khoảng 55 ký rồi là vừa cho em. 55 ký rồi là vừa cho em. Chất cũng đẹp lắm. Cái chất nó như thế này cơ mà. Thiết kế cái phần ống tay của nó là hai lớp rồi nha. Thiết kế ống tay là hai lớp rồi này. Đó. Nó tạo cảm giác nó bồng lên cho mình ấy. 159.000 một áo cho em nha. 55 ký rồi là vừa cho em. Có hai màu, màu đen và màu trắng cho em nha. 55 ký rồi là vừa cho em. 55 ký rồi là mặc vừa cho em nha. Lên mã cho em là A6 nha. A6 159.000 một áo nha. A6 cho em. Này nó chọn hết rồi, giờ tắt lại không? Chọn hết rồi. Không lên mã gì? Bán thứ xét đằng sau đi. Còn một cái này nữa nha. Em còn
em còn này, em còn em lên xếp tiếp theo còn thế này thôi này, em xem lớp chị này của cái nãy 25.000 đang định bán rồi đi đâu rồi. Em lên set cho các chị này, cái set này xinh lắm luôn ý. Lên cho em này cái set này, đây là bộ set cho em nha. Lên phong men đi chị. Em lên set tiếp theo cho em này, cái set này Hoàng Linh mặc vẫn vừa nha, Hoàng Linh mặc vừa đấy, tầm 5-6 kg mặc vẫn được luôn. Xét đồ bộ cho em nha, xét này, xét cho em này. Đấy, hôm trước có canh mặc ấy, có canh mặc lên thì rất là xinh, mọi người hỏi rất là nhiều luôn. Cái này thiết kế phần dây qua phần dây lên vai cho em nha. Xét này, 139.000 một xét cho em nha, 139.000 một xét cho em này. Đó, có hai màu nha, có ba màu, màu tím này, màu trắng này và màu em mặc đen chị ơi. Không có màu đen nha. Em vừa mới nhận được hàng rồi, ưng ý hết sức. Em cảm ơn chị Mai Lan nha. Hàng đẹp thì mọi người ủng hộ dài đúng không? Đấy, có mua lần một thì mới có mua nhiều lần sau đúng không? Hàng mà không đẹp này, đấy, mà giá nó không phải chăng đúng không? Thì các chị mua một lần rồi các chị đi luôn, tạm biệt bye bye luôn đúng không? Nên mọi người mua lần một chất đẹp mà giá lại ok nên mọi người sẽ quay lại nhiều lần hơn đúng không ạ? Chất này, nói chung là chất nó rất đẹp thôi. Nên mã cho em này, mọi người lên đúng mã cho em nha. Lên đúng mã cho em, 139.000, 139.000 một set cho em nha. Có màu xanh này, có màu tím và màu trắng cho em nha. Hết mẫu lên rồi chị ạ. Chuẩn bị bên em chạy quảng cáo, chuẩn bị bên em chạy quảng cáo nên là bên em... Còn lên nữa không ạ? Có nha. Mọi người cứ lên đúng mã set này cho em nha. Set này cho em tầm khoảng 55 kg rồi lại mặc vừa cho em. 55 kg rồi lại mặc vừa cho em nha. Lên đúng mã cho em này. Lên đúng mã cho em là A10 nha. A10 139.000 một set. 139.000 một set nha. Này 139.000 một set cho em nha. Cứ lên đúng mã cho em là A10. A10 139.000 một set cho em. Cái set này hôm trước canh mặc ấy, canh mặc rất là xinh luôn. Mọi người hỏi rất là nhiều. Hôm nay keo lên đây thì nó không tôn lên cho mình đâu, mình phải mặc lên cho. Mặc lên nói chung mặc lên rất là xinh. Thiết kế này, chun này, mặc thoải mái cho em. Lên set lựa sau đi em. Phía sau đúng không? Lên em lên set phía sau cho mọi người nha. Phía sau cho mọi người nè. Cái này bên em có đúng hai màu thôi nha. Lên đúng mã cho em này, xếp lụa cho em này. Cái này nó thiết kế là mình buộc nơ cho em nha. Thiết kế buộc nơ cho em nha. Đó. Cái phần này là mình buộc nơ, mình buộc lại cho em này. Lên đúng mã cho em này, A11 cho em. Cái này là dọc xéo vai nha, dọc xéo vai và buộc nơ cho em nha. Buộc nơ cho em. Hai cái dây này là mình buộc nơ cho em này. Dọc xéo và mặc dọc xéo vai này này. 139.000 một set nha. 139.000 một set cho em. Có đủ màu luôn, màu trắng và màu hồng cho em. Cái này cái chất liệu của nó ấy là bằng lụa nha. Nên mặc nó rất là mát này. Mọi người sờ chắc cho em này. Đó. 139.000 một set nha. Quần này, quần bo chun co giãn thoải mái cho em nha. 55 kg rồi lại mặc vừa cho em. Bo chun bo giãn thoải mái luôn. Mọi người lên đúng set là mã A11 cho em nha. A11 set lụa cho em. A11 cho em 139.000 một set. Thiết kế cái phần này nói chung là mình thích mục nơ hay mình mục gì cũng được nha. Đó. 139.000 một set cho em. 139.000 một set cho em nha. Cứ lên đúng mã cho em là một set A11 nha. A11 139.000 một set cho em này. A11 nha. Màu kia là kiểu khác hả em? Vâng đúng rồi ạ. Ủa, cái này là một kiểu đúng không?
À, cái này là, cái này thì nó là buộc, cái này buộc sau buộc trước rồi. Đây lên đây có 3 màu cho em nha. Màu be này, màu hồng này, màu trắng cho em nha. Lên đúng mã cho em là A11. A11 kèm màu kèm số điện thoại cho em. A11. Cái này xét lụa nha, mặc nói chung mặc rất là thích luôn. A11 cho em nha. A11 màu hồng này, A11 màu trắng này, A11 màu be cho em nha. Đó, A11 màu be cho em. Cái này mọi người thắt nơ cho em nha. Thắt nơ. Mọi người thích thắt nơ trước cũng được, mà thắt nơ phía sau cũng được luôn. Nói chung là đa năng, thắt phía trước cũng được mà thắt phía sau cũng được luôn. A11 cho em nha. A11 cho em. A11 màu hồng, A11 màu trắng, A11 màu be cho em nha. Đủ các màu luôn. Em coi mã tiếp theo cho các chị nha. Em lên áo thiết kế cho mọi người này. Cái áo của canh đang mặc nha. Áo của canh đang mặc này. Em lên mã áo canh đang mặc nha. Em lên mã canh đang mặc này. Mọi người lên mã canh đang mặc cho em nha. Canh đang mặc. Có cái này có mút ngực cho em nha. Kèm theo mút mút cực kèm luôn này. 79.000 một áo cho em. 79.000 một áo thiết kế cho em này. Được chưa ạ? Cho sát đây đi chị. Canh đây, mọi người nhìn mẫu canh nha. Mọi người nhìn mẫu canh đang mặc nha. Mẫu canh là đang phối với lại phối với chân váy quốc dân nha. Đó, chân váy quốc dân. Chân váy quốc dân, nói chung một cái chân váy là mình phối cái gì cũng được luôn. Mình phối với áo sex, đồ sexy hay đồ lịch sự hay là nói chung là không thể thao, nói chung kiểu gì cũng được luôn ý. Có hai màu nha, màu trắng này, màu trắng này, màu hồng này. Đó, nó mình thích nhất là cái điểm này này. Đây là cái điểm này mọi người này. Nó tạo cái điểm nhấn cho mình nha. Đó. Nó tạo cái điểm nhấn này và nó có hút ngực luôn. Chị nào mà không thích mặc áo ngực ấy, mình có mút ngực sẵn luôn rồi. Mình cứ thế mình mặc thôi nha. Không cần phải mặc thêm gì cả. Thiết kế cho em này, dạng này là dạng xòe cho em nha. Dạng xòe này. Cái chất này. Hàng thiết kế cho em nha. A8 có mấy màu chị Phúc? A8 bên em có đúng một màu không chị nha. Lên đúng mã cho em này. Chân váy canh mặc có khóa hay không ạ? Bao nhiêu cân mặc vừa? Chân váy có đủ size nha. Chân váy có đủ size cho em. Có khóa đằng sau nha. Chân váy quốc dân.
chân váy quốc dân tầng đấy ạ, chân váy tầng có khóa đằng sau cho em nha, đủ size SML, mình phối cái gì cũng được, kể cả cái áo này nha, cái áo này mọi người phối với lại quần quần suông đi làm cũng được nha, phối với quần suông hay phối với quần quần jean cũng được nha, nói chung mình phối cái gì cũng được. Nó thiết kế cái phần dây này nó rất là xinh luôn. Mình nhìn canh với em nha, mình nhìn canh mặc với em nha. Đấy, nói chung là cái áo này mình phải mặc lên người ấy, mình phải mặc lên người thì mình mới thấy rõ được, mình mới thấy đẹp được. Chứ còn mình dơ lên thế này nó sẽ không tôn lên hết được đâu. Nên mọi người cứ lên đúng mã cho em là A12 nha, có size S và size M. Ống tay bo chân thoải mái cho em nha, bo chân co giãn thoải mái, có hai size S và size M, 55kg đồ lại mặc vừa cho em nha, size S size M cho em. Ai vào tầm khoảng 45-46 cân thì mặc size S nha. Đấy, 45-46 cân mặc size S cho em. Nên đúng mã cho em là A12 nha, A12 kèm màu kèm số điện thoại cho em. A12 màu trắng này, A12 màu hồng cho em này, màu hồng này hồng kem nha, hồng kem cho em. Lên đúng mã cho em, 79.000 một áo, hàng thiết kế nha. Ai lấy chân váy thì cứ lên cho em mã chân váy, chân váy 99.000 một chân váy nha. Lên đúng mã cho em thì bên em sẽ gọi điện chốt đơn cho mọi người. Em qua mã tiếp theo nha. Một ít màu này này, em sẽ lên nốt cho các chị luôn này. Em còn một ít mẫu này thôi, em sẽ lên nốt cho các chị luôn. Váy cho em này, váy cho em này, em còn một ít thôi, màu trắng và màu đỏ cho em nha. Có kèm thêm là đai cho em nha, có kèm đai cho em này, có kèm đai cho em này. Đây nha, váy cho em này, mình có thể thắt đai ở giữa đây cho em nha. Nói chung là cái đai này nó nhiều công dụng lắm, các chị cần thiết thì các chị có thể làm kiểu như nó kiểu là cái dạng gì nhỉ, cái dạng cái gì buộc bên đầu em cũng không nhớ nữa. Cái này là kèm đai thiết kế cho em này, váy cho em này, còn một ít thôi em xem cho các chị này. Là cái váy bao nhiêu đây? Em xem nốt cho các chị váy luôn này, 50.000 một váy này, có màu trắng và màu đỏ cho em nha, có màu trắng và màu đỏ cho em này, lên này, có màu trắng và màu đỏ cho em nha. Lên mã váy cho em này là A13 nha, A13 cho em. Lên đúng mã cho em là A13, còn đúng màu trắng này, màu đỏ cho em nha, còn đúng có thế này thôi, còn đúng thế này thôi, còn có mấy chiếc thôi. Em lên sale luôn cho các chị là 50.000 luôn, còn đúng 1, 2, 3, 4 chiếc thôi, còn đúng 4 chiếc nha, 4 chiếc 50.000 một váy cho em này. Cái phần này là phần eo này là nó sẽ co giãn thoải mái cho em nha, cái phần này nha, co giãn thoải mái cho em này, co giãn thoải mái cho em nha, 50.000 một váy cho em, 50.000 một váy cho em ạ. Đằng sau đó là có khóa điều chỉnh cho em nha, có khóa đằng sau cho em này đấy. Cái này mình mặc nói chung là vào nó mặc lên người ý, mặc phải các chị phải mặc lên người cơ. Chân váy size S. Mọi người lên cho em đúng mã này. Chân váy kèm số điện thoại cho em nha. Chân váy kèm số điện thoại cho em. Bên em có size S, size M, size L cho em nha. 99.000 một chân váy. 99.000 một chân váy cho em nha. Cái này em sẽ nốt cho chị A13 này. A13 cho em này, 50.000. 50.000 cho em nha. 50.000 màu đỏ này, 50.000 màu trắng cho em này. Các chị phải mặc lên người thì nó mới tôn lên được. Chứ còn các chị mà nhìn dơ thế này thôi, nhìn thấy nó không trông chuẩn đâu. Các chị phải dơ lên cho em cơ. Phải dơ lên cho em nó mới chuẩn nha. Chuẩn dáng luôn này. Chuẩn dáng cho em nha. Các chị mặc với lại một cái quần ngắn cho em đằng trong, một cái quần ngắn cho em màu trong đằng trong, hoặc là quần dài cũng được, hoặc là mặc với chân váy cũng được nha. Nói chung là mình sẽ có gì mình phối bên trong cùng,
Vì cái này các chị nếu mà thấy ngắn quá ấy, thì các chị phối thêm quần, thêm váy. Còn nếu các chị thấy mặc váy không ấy, thì vẫn được luôn nha, không vấn đề gì cả. Cái này nó có, cái này có nhiều lớp lắm luôn ấy. Có quần bên trong cho em này, cái này có quần bên trong cho em nha, có quần bên trong này, có một lớp quần bên trong, các chị không sợ là nó bị lộ nha, không sợ bị lộ đó. Váy thì mình mặc cái độ dài và mặc đến đây cho em này. Ôi, thế này là được rồi, có quần đằng trong mà, có quần đằng trong thì lo gì đâu, mình cứ mặc bình thường thoải mái cho em thôi nha. Cho em áo canh mặc nhé. Áo canh mặc 56 kg, mặc size M, nhưng mà 56 kg sợ không vừa nha. Đúng rồi, A12. Cái này là A13 nha. A13 nha. Lên đúng mã cho em, cái này là A13 nha. A13 50.000. 50.000 một váy cho em. A13 50.000 một váy cho em. Có quần đằng trong nha. Có quần đằng trong cho em. Có kèm đai luôn. Có kèm đai luôn cho em. Có kèm đai cho em nè. 50.000. 50.000 một váy cho em nha. Em sale hết rồi các chị, là 50.000. Alo. Tao ép cọc. Đang xong rồi, đang chờ thí nghiệm rồi. Đi hôm nay lo một nước hôm nay. Mọi người lên đúng mã nha, lên đúng mã A13 cho em nha. A13. Lên áo em mặc thì là A1 nha, 79.000 một áo. Áo em mặc là A1, có size S, size M, có đủ màu. Màu xanh, màu trắng, màu hồng, màu đỏ cho em. Đủ các màu luôn. Mọi người phối với gì cũng được. Quần là 99.000 nha. Quần ống suông cho em nha. Có size S, size M, size L. Phía sau đây mọi người nha. Xếp chị đang treo. Đây ạ. Xếp phía sau của em đây nha. Xếp phía sau thì có màu hồng. Màu hồng này. Màu be này. Và màu trắng nha. 100 co giãn thì em vừa. Co giãn thì có co giãn. Co giãn cho em nha, co giãn thì vừa đằng sau nha. Ôi, em thì xem chốt em ơi. Cái set này thì có đủ màu cho em nha. Có đủ màu cho em nha. Màu hồng này, màu be này và màu trắng cho em nha. 139.000 một set. 139.000 một set. Thì vẫn bon cho em được, mặc size M nha, mặc size M.
Mặc size 10 cho em nha. Mặc size 10 cho em. Có mức ngực nha. Có mức ngực cho em. Cái này có size S và size M. Mọi người lên đúng mã cho em nha, cứ lên đúng mã là sẽ có nha. Còn xếp bên cạnh đúng không ạ? Xếp bên cạnh này cho em nha, xếp bên cạnh em 139.000 nha. Xếp bên cạnh 139.000 nha. Xếp có màu tím này, màu xanh và màu trắng cho em nha. Màu xanh và màu tím, màu trắng cho em nha. Chuẩn bị cho em. Lên quần đi chị. Em có quần nha. Em có dạng quần bom nha. Quần bom này 85.000 một quần cho em nha. Có đủ các cạp luôn. 85.000 một quần cho em này. Có đủ size S, M, L, XL cho em nha. Quần bom này. Mọi người mặc phối thể thao cũng được này. Mọi người mặc phối với đồ công sở cũng được nha. Nói chung là nó phối đồ dễ. Quần này. Quần cho em nha. 85.000 một quần cho em. Quần bom có đủ cạp luôn. Đủ size, đủ số cho em nha. 85.000 một quần. Co giãn thoải mái cho em. Mặc lượng cũng được. Lên mã quần cho em nha. Lên mã quần cho em mặc quần bom nha. Quần bom 85.000 một quần. Quần bom 85.000 một quần nha. Quần bom 85.000 một quần này có đủ các cạp cho em nha. Có đủ các cạp cho em này. Có đủ các cạp này. 85.000 một quần nha. Đủ size cho em luôn. S, M, L, XL cho em. Đủ size nha. Em xem được. Lên mã quần cho em nha. Lên mã quần cho em này. À, quần lên mã quần bom cho em nha. Quần bom thì số điện thoại cho em 85.000 một quần nha. 85.000 một quần. Lên đúng mã cho em nha. Lên đúng mã cho em này. Đủ các cạp luôn nha. 85.000 một quần cho em. Mọi người phối gì cũng được. 85.000 nha. Em đã lên mã tiếp theo cho các chị này. Mọi người lên đúng mã cho em nha. Bên em có rất là nhiều quần luôn. Đủ các cạp cho các chị luôn nha. Quần bom cho em nha. Lên quần bom cho em này. Quần bom này 85.000 một quần nha. 85.000 một quần cho em. 85.000 một quần. Lên đúng mã cho em là quần bom nha. Xinh mà. Được rồi. Đi. Sáng
không bao